Công nghệ 3T tuần này có gì? Nếu lựa chọn Galaxy M53 hay Renault 8Z 5G, tầm 6 đến 7 triệu thì máy nào chiến game mượt pin trâu? 2 triệu có điện thoại gì chơi game ngon? Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với chương mục công nghệ 3T của tụi mình. Và nãy em đọc cái điểm tin đó, em nói thật là cái câu cuối nghe nó bắt chip nhờ, không biết là chị thấy như thế nào. Chị không nghe. Mà thấy mà tao tức quá. Chị không nghe hả? Lẽ em cho chị trả lời câu hỏi đó nha. Và đảm bảo với các bạn là hôm nay chúng ta sẽ có những câu hỏi rất chất lượng cũng như là những phần tư vấn quá hấp dẫn. Câu hỏi đầu tiên. Câu này em hỏi chị, giữa Galaxy M53 và Oppo Reno 8Z 5G thì nên mua máy nào ạ? À? So sánh tổng thể màn hình, hiệu năng, camera, pin sử dụng lâu dài. Wow, bạn này để lại rất đầy đủ ý luôn nha. Giữa hai con này hả, hiện tại thì em thấy nếu mà so sánh về mức giá thì rõ ràng là Galaxy M53 đang chênh hơn 1 triệu so với lại cái con Renault 8Z 5G. Ừ. Bây giờ cái đầu tiên đi, bạn này hỏi là so sánh về tổng thể. Thật ra thì chị thấy hai con này đều là hai con rất là ngon của hai nhà. Nên bây giờ nếu mà nói chị trả lời liền, chị không trả lời liền được. Bây giờ mình phải ngồi so sánh phân tích kỹ với nhau nè. Phân tích khá là kỹ đó. Kỹ nha. Như đầu tiên là mình... ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi, đầu tiên nhìn vô là phải thấy em đó nó có kiểu ba vòng, số đo ba vòng ok không mới thích được đúng không? Theo cảm nhận chị thì chị pick cho con nào? Tự nhiên là phải là Renault rồi. Chắc chắn luôn nói thiệt. Con M53 của chúng ta nó có một cái thiết kế gọi là quá truyền thống mà nó hơi quá bình thường, đúng mà hơi nhìn vô. Nhàm chán nha. Và cái màu sắc của nó cũng không thực sự là trendy và nổi bật thời trang nữa. Chính xác. Trong khi đó con Renault nó có một cái mặt lưng là cái gì ta? Hiệu ứng Oppo Glow này nọ, rồi màu Radiant rất là đẹp. Và cái phần mặt lưng của nó nhám nữa. Cái kiểu nó nhám xong rồi nó lấp la lấp lánh kim tuyến rồi đổi màu. Kiểu nó rất rất là đẹp luôn. Đó là cái phần ngoại hình là chắc chắn là em Renault một điểm. Renault là chắc chắn là ăn rồi đó. Okay. Nên là so sánh về ngoại hình thì thấy con kia là Đức rồi. Cầm ra ngoài là cũng thấy sang chảnh hơn. Trong khi đó, tiếp theo đó là cái phần màn hình đi. Thì chắc chắn cái này các bạn sẽ hơi đắn đo. Bởi vì màn của Samsung thì phải nói từ trước đến giờ là quá tốt. Super AMOLED Plus, có độ phân giải Full HD cộng, cũng có tần số quét cao. Còn đối với lại con Renault 8Z 5G đó, thì chúng ta sẽ có màn hình chỉ là AMOLED thôi, không được là Super AMOLED. Nhưng mà nhìn kỹ á, thì về chất lượng hiển thị ở con Renault 8Z không phải là tệ. Hoàn toàn rất là ngon là nè. Màu sắc của Renault phải nói là tươi tắn, màu rất nịnh mắt, xem phim giải trí chơi game này nọ thì cũng rất là ngon lành luôn. Ở phần hiệu năng đi, nó chơi game này nó luôn hiệu năng luôn cho nó tiện. Đó là bạn thấy là ở M53 chúng ta sẽ có con chip là Dimensity 900 5G. Còn đối với là Oppo Reno 8Z 5G thì chúng ta có một chip đến từ nhà rồng nha, Snapdragon 695 5G. Nói chung á là cả hai con chip này đều là hai con chip có khả năng gọi là chiến game mạnh mẽ rồi, kể cả những cái tựa game như là PUBG hoặc là Genshin Impact luôn. Tuy nhiên nếu mà phải so sánh về hiệu năng thì chị lại cảm thấy là mình sẽ nghiêng về con Oppo hơn, tại vì chắc chắn là nó sẽ có một cái độ ổn định và lâu dài hơn so với Dimensity. Đối với những người mà đã được trải nghiệm cả hai con chip đó là em đi, bởi vì máy khi mà được về là em là người đã test game hai cái con máy đó luôn, thì nói thật theo cảm nhận của em á, là con chip Snapdragon 695 nó mang đến chúng ta được những cái trải nghiệm rất là mượt mà. Ban đầu á, em nghĩ á, là con chip 695 này nó chỉ nâng cấp một tí xíu so với lại con 680 mà con chip quốc dân thôi. Đúng rồi, nó cũng là đầu 6, khá là bình thường ha. Nhưng không ngờ là khi mà chúng ta cho chạy test các cái hiệu năng thì game có thể bật lên được đồ họa cao, tốc độ cao này nọ, và chơi cực kỳ mượt mà ổn định chứ không hề có những cái tình trạng là bị giật lag này nọ xảy ra. Nên những bạn nào chúng ta mà đang trải nghiệm 680 á, thì khi các bạn lên 685 các bạn đang cảm nhận thì các bạn sẽ cảm nhận được nó giống như là có sự khác biệt rất lớn, và thậm chí là các bạn đang ngưỡng là mình lên đang sử dụng chip đầu 7 luôn rồi đó. Nên là rõ ràng là để mà ưu tiên về phần hiệu năng thì mình vẫn tin dùng chip Snapdragon nhiều hơn là so với lại Dimensity. Mặc dù Dimensity 900 cũng không phải là yếu, cũng được xử lý tối ưu hóa mọi thứ ngon lành, nhưng mà về cái phần gọi là sao ta, đồ họa và cũng như là tốc độ khung hình game á, thì nó có một vài cái game nó vẫn chưa được được tối ưu như là ở trên bên chip Snap, bởi vì Dimensity nó vẫn thuộc là chip của nhà MediaTek thôi, nên là nó sử dụng cái GPU nó khác. Đó thì nó cũng không có được bằng. Đó. Còn camera đi. Thôi thì nói tới camera chắc chắn là chị sẽ dành một điểm rất lớn cho lại Oppo. Quá ngon. Oppo Reno là một cái dòng mà chụp ảnh quá đẹp, đặc biệt là có chế độ 1K flare. Chính xác. 64 với 180 MP thật ra chênh nhau không quá nhiều. Thôi, cũng là độ phân giải cao số rồi. Số và độ phân giải nó không có nói là vấn đề gì hết. Chính xác. Phải là cái khả năng xử lý nữa. Khả năng xử lý thì ở cái chiếc Oppo của chúng ta sẽ có một cái phần xử lý da rất đẹp, và chị cảm thấy rằng là chụp
người chụp cảnh Oppo cũng đẹp. Sẽ đẹp hơn so với lại chụp người ở trên Samsung. Đúng, chính xác. Chúng ta có nhiều tùy chỉnh hơn, nhiều chế độ cũng như là nhiều cái tính năng rất là thú vị ở trên một cái con điện thoại Oppo. Và điện thoại Oppo á, khả năng quay video của nó cũng được độ phân giải cao, cũng có thể chống rung rồi cũng như là thu âm rất là ngon lành, cũng không có thua kém gì so với lại Samsung cả. Và pin đi, pin đi. Pin thì có phần M535 ngàn, con kia thì hơi thua thiệt tí xíu chứ là có 4500, nhưng đổi lại thì có sạc nhanh 33W, ok hơn rất là nhiều. Và bạn này cũng có yêu cầu, không biết có yêu cầu sạc nhanh à không, pin sử dụng lâu. Thì về 4500 ở con Reno 8Z, khi mà đợt trước em test á thì nó có thể chạy được đâu đó khoảng là 7 tiếng hơn một tí thôi. Còn với lại con Oppo mà con Samsung M53 thì chúng ta có thể sử dụng lên tới tận là hơn 8 tiếng đồng hồ. Thôi, chốt lại là nãy giờ thấy trên mạng Khang Mon là chấm điểm quá rõ ràng đúng không mọi người? Oppo Reno 8Z 5G, nếu như mà các bạn đang có trong một cái khung tiền này mà các bạn không vân vân chiếc máy này thì là Oppo Reno 8Z 5G. Đúng, đó chính là sự lựa chọn của tụi mình để mà các bạn có được những cái trải nghiệm gọi là ok la nhất. Màn hình thì như nãy mình đã nói rồi, hai con cũng ngang ngang nhau. Đáng nhất là thấy là nếu mà nói về nhỉnh hơn thì M53 sẽ nhỉnh hơn về màn hình với pin chút xíu. Về màn hình với pin, màn hình to hơn, chất lượng hơn xíu. Thì Oppo nó quá là đúng rồi, và những cái màn hình của nó không phải gọi là tệ nữa, nó vẫn là ngon, chỉ là không bằng thôi. Nên đã trong mức giá tiền này mà còn được rẻ hơn 1 triệu nữa thì mình khuyên các bạn vẫn nên mua Oppo nhiều hơn là so với lại cái con Samsung M53 kia ha. Ok, bây giờ cùng nhau đến câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2 thì bạn này đã có hỏi với tụi mình: anh chị ơi, từ 6 đến 7 triệu thì có con nào cấu hình mạnh, pin trâu, sạc nhanh và chiến game mượt hay không ạ? Tính ra là bạn này đã hỏi nó cũng gọi là khá là toàn diện nha. Đúng rồi, nhưng mà thật ra phân khúc giá này cũng dễ. Phân khúc giá này mà gọi là kiểu làm mọi thứ nó toàn diện như vậy thì chị sẽ nghĩ tới nhà Samsung. 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 Ban đầu em tưởng là chị nghĩ là sẽ phải tới Xiaomi tại vì giá rẻ. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì Xiaomi thì thường nếu mà nói về hiệu năng á thì chị sẽ nghĩ đến Xiaomi đầu tiên. Nhưng mà ngày bạn thì đẹp mà hỏi nó cũng khá gọi là toàn diện á. Chị nghĩ là nhà Samsung thì sẽ có những cái sự lựa chọn tốt hơn. Đúng Samsung rồi. Bây giờ mình nghĩ là Samsung có con nào nè? Samsung á, nếu mà kiếm trong tầm giá từ 6 tới 7 triệu mà để có thể gọi là chiến game mượt mà thì hơi khó nếu mà mua máy mới ha. Nhưng mà nếu mà chọn máy cũ thì vẫn sẽ có dành cho bạn luôn. Thì ở đây em đã có tìm ra được cho bạn một con, đó là con Galaxy A73 5G. À, cái con này nó sẽ có một cái phiên bản đặc biệt là awesome mà xưa mình đã quay rất đúng, đúng, chính xác luôn. Vì các bạn sẽ thấy rằng là cái chiếc máy của chúng ta, trước tiên nói về phần hiệu năng đi, nó sẽ có một con chip rất là mạnh mẽ đến từ nhà rồng Snap 778G 5G. Đúng, chính xác. Rồi, màn hình lớn. Màn 6.7 inch. Rồi chưa kể nha là với con này là màn Samsung đó, chúng ta được trang bị tấm nền Super AMOLED Plus luôn. Độ phân giải Full HD cộng và cũng có tần số quét cao là 120Hz nè. Rồi có pin 5000, có sạc nhanh 25W, camera cũng 108MP luôn. Đó. Và một cái điểm rất là đặc biệt nữa đó là em là với con này á thì các bạn còn có khả năng kháng nước, kháng bụi nữa. À, hồi xưa là mình rất là hay test game mà dưới mưa. Test nước này nọ đủ thứ hết. Ok, thì nói chung là cái chiếc máy này nếu mà nó trong phân khúc giá từ 6 tới 7 triệu thì chị nghĩ là bạn nên chọn nó, bởi vì nó cũng là một cái ứng cử viên rất là xuất sắc của nhà Samsung trong những năm vừa qua. Chính xác. Về thiết kế đi thì thật ra thiết kế của con này nó rất là mỏng, nó đẹp nữa, nó nhẹ nhàng. Nếu mà đánh giá thiết kế nha, em nói thật là nhìn đẹp hơn con M53 vừa nãy. Đúng, chính xác. Ê, em đang tính nói luôn. Vậy thì em nói thiệt, nếu bạn mà hỏi câu hỏi số 1 hồi nãy á, mình nghĩ thay vì bạn mua máy Samsung mới thì mua A73. Nên mua A73, máy cũ thế này tầm 6 7 triệu, tức là nó rẻ hơn so với con kia cũng rất nhiều luôn. Mà máy mới thì hiện tại em thấy là A73 thì chip mạnh. Đúng rồi. Rồi màn hình đẹp, rồi pin trâu. Ôi, ê, tính ra camera 108. Tính ra nãy nếu mà câu hỏi mà nó khó hơn là phải là A73 với Oppo Reno 8Z 5G. Đó mới khó đó. Khó nha. Đúng rồi đó. Rồi, ok. Đó, nên là nói chung là nếu mà bạn quyết định tầm 6 tới 7 triệu mà yêu cầu về cấu hình mạnh thì chọn con này đi. 778G 5G đảm bảo chiến game cực kỳ mượt mà. Vâng. Chưa kể có 5G nữa. Tính ra cái bạn kia bạn nói hồi xưa bạn hỏi bên hồi xong cái lát là như bạn đi mua A3 chứ cười xong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 gây cứng lắm. Câu hỏi số 3 cùng. Nghe nói là một câu hỏi khó, để coi khó cỡ nào mà bạn đặt hù tôi. Em đố chị trả lời được nha. Anh chị ơi, có điện thoại nào 2 triệu chiến game mượt, pin trâu, màn hình full, sạc nhanh không ạ? À? Em thấy là câu hỏi này là căng lắm luôn á, em nói thiệt. Có thực sự là có muốn mua không hay là muốn làm khó hơn? Ê, em thấy là câu hỏi này chắc có lẽ là bạn nên tự sản xuất điện thoại bạn xài luôn chứ, thì câu hỏi này hơi khó. Mượt. Pin trâu. Màn hình phải full. Chơi game chắc sẽ bù rân mày ơi. Thôi chắc game tôm này nọ. Chắc kinh tôm á. Đây, để trên moi gan bóc ruột ra. Thật ra thì nói thật là trong tầm giá 2 triệu này rất khó để kiếm được một con máy có thể đáp ứng hết được cái nhu cầu. Thôi, mình cũng phải chấp nhận nha. Chấp nhận cái
xíu thôi. Bây giờ chị sẽ nói một cái con máy mà chị cũng nghĩ là nó ổn nè. Một phải mua máy cũ. Tầm giá rẻ máy cũ thì cũ mà chắc chắn là phải hơn 3 triệu, hơn 2 triệu đó. Bạn ráng nha, mình ráng mình ra mình đặt 3 triệu hơn. 3 lá lô tô đi. 3 lá lô tô không, nhiều khi là xong rồi cái chết cha cái là mất luôn đó chị. Mất hết đó, sạc nghiệp á. Thôi đi, nói chung là kêu gọi vốn đi ha. Kêu gọi vốn đi thì mình phải cố gắng hơn 3 triệu chút xíu thì sẽ có một con máy là Redmi Note 11. Đúng rồi, Redmi Note 11. Đang bán máy cũ tại Thế Giới Di Động. Đang bán máy cũ tại Di Động, từ hồi năm ngoái thì Trinh đã trải nghiệm với chiếc máy này rất rất là nhiều và cũng rất là ấn tượng nó. Đầu tiên thứ hai là ở con Snapdragon 680. Nói chung là cái máy này là các bạn thấy là chúng ta có một con chip Snap đầu 6 mà của nhà Rồng nữa thì là quá ngon. Ngon rồi. Các bạn có thể chơi được những tựa game đồ họa cao rồi. Cái khả năng ổn định lâu dài của nó cũng rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái viên pin là 5000 rồi có thêm sạc nhanh 33W nữa, mà cái sạc nhanh của nhà Xiaomi 33W là sạc nhanh thiệt sự nha mọi người. Chứ không phải là sạc nhanh 33W chơi nha mọi người. Chính xác. Còn một cái gì nữa bạn mong muốn gì nữa? Cái mượt nè, pin trâu nè. Rồi màn hình full thì con này có luôn. Con này full bao đẹp luôn. Con này là 6.43 inch, rồi AMOLED, rồi Full HD cộng, có tần số quét cao 90Hz nữa. Chứ mà cái con này Trinh nhớ là chỉ có một cái gì không thích nó thôi là chụp hình. Tại vì nó chụp cảnh thì ok, nhưng mà nó chụp người thì thôi. Dạ hơi gắt. Nhưng mà thật ra chi tiết con này vẫn tốt bởi vì camera chính tới 50MP lận. Nhưng mà nói chung là nếu bạn là bạn nữ mà muốn chụp ảnh selfie mà hay chụp người thì Trinh thấy là cũng nên cân nhắc một xíu. Chủ yếu chơi game thôi, em thấy bạn cũng chơi game thôi thì con này là tuyệt vời. Nhớ là cố gắng kêu gọi vốn thêm 1 triệu đi. Thật ra thì với tầm giá 2 triệu này rất là khó để mà có thể kiếm được một con máy đáp ứng hết hoặc là gọi là tốt nhất cho bạn. Chơi game thì chắc chắn vẫn có thể chơi được nhưng mà sẽ tùy vào cái game đó là game gì nữa. Còn nếu mà bạn bảo là bây giờ bạn không muốn thêm tiền, bạn chỉ có tầm khoảng 2 triệu hoặc hơn 500 hay như nào đó thôi, thì mình cũng có một vài cái gợi ý máy bên ngoài không có bán tại thế. Không. Ủa rẻ vậy luôn hả? 2 triệu đó hả? Đó thì mình cũng có một gợi ý cho bạn, có con máy đó là bên ngoài thì con máy này không được bán tại Thế Giới Di Động ha, thì mình chỉ gợi ý cho bạn tham khảo thôi. Chẳng đó là con Sony XZ2 và Sony XZ2 Premium, thì đây là hai con máy đó được ra mắt khá là lâu rồi. Máy thì có mức giá hiện tại chỉ tầm khoảng là hơn 2 triệu, mình nhớ không làm cái lần cuối mình coi nó tầm khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó, còn bên nào thì mình không nhớ. Nhưng mà tính ra là nó Sony thì chắc chắn là về cái thiết kế là hơn con kia gấp mấy lần, bởi vì thiết kế kim loại và kính rất là đẹp, rất là sang. Chưa kể là camera của Sony thì rất là chất lượng, khả năng quay video, thu âm, chống rung mọi thứ rất là ngon lành luôn. Và con này á thì nó mạnh ở một điểm đó là hiệu năng, bởi vì Sony đây là con máy cao cấp nên là vì thế nó được trang bị cái hiệu năng đó là con chip Snapdragon 845. Thiệt luôn. Đúng, 845. Bây giờ thì mới nhất đó là 888 rồi này nọ đúng không? Nhưng mà con này 845 thì cũng một khoảng thời gian ra mắt rồi. Nhưng vẫn có thể đáp ứng tốt. Con chip cũ nhưng thực sự là con chip Snap đầu 8 là không có vừa với nhau. Đúng. Quá thôi. Đợt trước em sử dụng 845 thì cũng có một vài con như là Xiaomi Mi 9 này nọ ngày xưa đó cũng có xài ok mượt mà cực kỳ luôn, chơi game này nọ ngon lành, edit video đó, thì bạn có thể tham khảo thử con này nha. Nhưng mà chỉ có một cái nhược điểm đó là màn hình con này thì nó không có full, nhưng mà đổi lại các độ phân con XZ2 Premium độ phân giải tới tận 4K đỉnh chưa. Để kiểm tra đúng rồi chứ máy này máy cũ rất là lâu rồi chứ phải không khá là... bây giờ không còn chính hãng nữa mà bây giờ thì máy như là máy trôi nổi đó nên là phải cẩn thận. Nhưng mà ta có thay linh kiện mình đâu biết đâu. Đúng rồi. Bạn nào thực sự rành nha, thành công nghệ thì đi kiểm tra mua. Còn không muốn an tâm thì thôi cũng ráng thêm ít 1 triệu hơn thôi, vô Thế Giới Di Động mua con Redmi Note 11 cũ kia cho nó an tâm, đúng không? Đúng rồi. Ok, như vậy là câu hỏi này cũng không nhận là khó thiệt á. Khó nha. Khó chứ. Khó đó. 2 triệu mà để đáp ứng được cái nhu cầu của bạn thì tụi mình cũng ráng môi ốc môi kiếm hết mọi thứ ra. Kiếm mà máy cũ quá thì cũng không được. Các bạn có để lại câu hỏi là mình vui rồi. Đúng, cảm ơn bạn nhiều. Buồn nghe. Mới buồn ha, đúng không? Ok, câu này các bạn nhớ là để lại câu hỏi tiếp tục trong số công nghệ Bateton này để tuần sau tụi mình được gặp các bạn và giải đáp tiếp. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhưng mà nhớ để câu hỏi nào nó thực tế xíu nha, đừng phi lý quá nha. Đừng có tuần sau 200 ngàn mà đòi con smartphone. 1 triệu đòi màn hình full rồi chơi game này nó chết tôi đó. Càng lắm. Bye bye.